Hùng Hùng tới đây để làm cái gì Thiên An đòi mẹ Nên Hùng mới đưa con bé tới đây thôi Hùng nói dối Đó là cái cớ để Hùng tìm đến Uyên chứ gì Hùng cũng bạo gan lắm Có lẽ nó cũng đang cần Hùng để che chở đó Tới đưa nó đi đi Ý Hương là gì Có chuyện gì với Uyên sao cái nhà này không còn chỗ ở cho mẹ con nó đâu <laughs> hùng đã biết hết mọi chuyện rồi hùng cũng đang muốn gặp hương để nói vài chuyện đây vậy sao vậy thì hùng cứ tự nhiên đi nhà này cũng sắp thành nhà của hương rồi hương dừng lại đi đừng có mà hại quyên nữa nếu như hùng yêu uyên đừng có kêu hương dừng lại Hãy đưa nó đi đi, đi cho khuất mắt hương Nếu những thứ của Uyên thuộc về hương Hương sẽ không đụng tới nó để làm cái gì đâu Sao Hương có thể vô lý như vậy? Hương quá tham lam rồi đó Những thứ Uyên có cũng là công sức của cổ đổ ra Hôn nhân tình yêu lại là chuyện trời định Sao Hương cứ phải tranh giành những thứ không phải thuộc về mình vậy? Hùng làm rồi Uyên mới là tranh giành với Hương tất cả những thứ nó đang có là của hương hùng có hiểu hay không hương mù quáng quá rồi hương điên rồi tại sao tại sao tới giờ này tôi mới nhận ra con người thật của hương chứ ai kêu hùng khờ quá đi ai kêu hùng tin tôi hùng tin tôi chi bây giờ hùng thất vọng hương hại nguyên như vậy còn chưa đủ hay sao rốt cuộc thì hương cũng đâu có đạt được ý nguyện của mình đâu Tại sao Hương cứ phải làm mọi người đau khổ vậy? Tới khi nào mọi thứ thuộc về tôi. Anh Hoàng, căn biệt thự tiền tỷ này. Cả cái công ty Nguyễn Hoàng và cả cái gia đình này nữa. Tất cả mọi thứ phải thuộc về tôi. Thì lúc đó tôi sẽ buông tha cho nó. Còn nếu không, niềm vui của tôi là phải nhìn thấy nó đau khổ. Hương lấy tôi làm con cờ để bắt cóc Thiên An. Suối tôi tống tiền Quyên Nếu mà Quyên tự lo được tiền chủ Hương cũng có lợi trong khoản tiền mà tôi chi cho Hương Còn nếu mà Quyên lo không được cầu cạnh Hoàng Thì Hương cũng có lợi Khi mà chia rẽ được vợ chồng họ Rồi Hương tác động vô tôi Để tôi lôi kéo Quyên Nói lại tình xưa Cũng là để Hoàng hiểu lầm Quyên thôi Chỉ tại tôi ngu muội Quá tin vào những cách của Hương Nên tôi không có dám trách ai hết Nhưng mà đến lúc này Hương chính là nguyên nhân làm cho Quy bị xảy thai Thì tôi không thể nào tha thứ được nữa Hương hãy dừng lại hết mọi chuyện đi Trước khi tôi phơi bài nó ra ánh sáng Hương sẽ mất tất cả đó Hương biết không Đúng đó Để có được Nguyễn Hoàng Và cái gia tài kết xù này Chuyện gì tôi cũng có thể làm được Giết người tôi cũng làm nữa Không nghĩ Hùng là ai vậy Hùng là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi Hương sẽ không bao giờ có được Nguyễn Hoàng đâu. Ngay cả chuyện đứa con riêng, những chuyện hiểu lầm, chỉ càng làm Hoàng yêu thương Nguyên nhiều hơn thôi. Trong mối tình tay ba này, rõ ràng Hương là người thứ ba mà. Cố tình xen vào chuyện tình cảm của họ. Người thua cuộc, cũng chỉ có thể là Hương thôi. Đứng lại, đứng lại cho tôi. Một giống mắt lên đi, để rồi coi. Coi tôi trở thành bà hoàng của cái nhà này như thế nào tôi sẽ chấm mắt lên xem ai sẽ trở thành bà hoàng trong cái căn nhà này tôi không ngờ cô trơ trẽn đến như vậy thì ra cô đã nhắm vào địa vị của con tôi tài sản của cái ngôi nhà này cũng may là tôi còn kịp nhận ra bác ơi bác ơi bác bác hiểu lầm rồi không phải như vậy đâu bác buông ra đi bác cút ra khỏi nhà tôi bà nghĩ bà là ai vậy bà nghĩ bà là ai mà dám đuổi tôi ra khỏi nhà cũng công tôi mấy lâu nay Tôi cung phụng bà Tôi ngon ngọt với bà Bạn cút ra khỏi nhà tao Cái đồ thối tha Bà mới là người cút khỏi căn nhà này đó Tôi sẽ tống khứ các người ra khỏi căn nhà này Nguyễn Hoàng Và cái căn nhà này sẽ là của tôi Bà nghĩ là tôi sẽ dễ dàng bỏ cùng như vậy sao <laughs> Không đâu Tôi không có sợ bà đâu Tôi đâu có ngu như con Yên Suốt ngày bị bà ức hiếp Và cắn răng chịu đựng tôi nói cho bà biết tôi tôi sẽ là chủ cái căn nhà này và bà sẽ phải răm rắp nghe theo lời của tôi bác ơi cái diễn cảnh của bà là như vậy đó mẹ bà hiểu chưa hiểu chưa hiểu mẹ. chưa mẹ 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 ơi mẹ có chuyện bác gì vậy gì mẹ mẹ ơi đừng là con sợ mà mẹ, mẹ. ơi tại sao mấy người hại bác như vậy cái gì anh Quang anh đi anh ơi là bọn họ bọn họ đã hai anh. bác bán rồi mẹ anh ơi mẹ mẹ mẹ, mẹ. hai người đúng là trơ trẽn mấy người tránh ra tránh ra tránh ra đi bác ơi bác bác mẹ bác mẹ ơi bác ơi bác ơi mẹ bác ơi bác ơi mẹ bác ơi, bác ơi. Mẹ. Tội nghiệp bác gái quá Bác gái không có đáng phải chịu một cú sốc lớn như vậy Em rất tiếc Mặc dù em có mặt trong cảnh ngang trái đó Mà em không ngăn cản được Em cũng không ngờ Uyên Uyên lại gan tới như vậy Dám hẹn hùng và dẫn con gái tới nhà nữa chứ Dù cho bọn họ có trong sáng tới đâu Bác gái cũng đâu có chịu đựng được Bác gái cũng đâu có thể hiểu được Ờ, bác sĩ kìa anh bác sĩ. bác sĩ bác gái đã qua giai đoạn nguy hiểm bà vừa mới tỉnh nhưng bây giờ chưa thể nói gì được tôi có thể vô trong thăm mẹ tôi được không người nhà có thể vào bên trong để thăm nhưng hạn chế đừng để bác cố nói hay vận động vì sức khỏe bác đang rất yếu dạ cảm ơn bác sĩ Anh Mẹ sao rồi anh Tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm Em xin lỗi Em không nghĩ là mẹ lại kích động đến như vậy Cô im đi Cô còn nói nữa hả Cũng may là bé gái chưa sao Nếu không là cả đời cô phải ân hận hương à Cảm ơn em nhiều lắm Em cứ gì nghĩ đi ừ, Anh ở đây chăm sóc mẹ được rồi Em biết rồi, dạ em đi về nha. Chị em sẽ ghé thăm bác gái. Ờ. Anh... mẹ con xin lỗi em ra ngoài đi cho em chăm mẹ đi hôm nay em ở lại đây anh về nghỉ đi không cần đâu em đi về đi anh ở đây chăm sóc mẹ được rồi em không sao em muốn ở lại đây để chăm sóc mẹ anh đã nói là không được em ra ngoài đi mẹ chị ơi cho hỏi phòng cấp cứu anh ở đâu cứ vậy chị anh đi thẳng quẹo trái là tới dạ dạ, dạ. cảm ơn chị quyên bác cái sao rồi à. anh đến đây làm gì anh đến đây anh còn nhìn thấy sao hiểu làm đó anh không quan tâm dù sao thì chuyện ra nông nổi này cũng một phần do anh mà chuyện này có thể quy tội cho một ai đó được sao anh hiểu ý em mà anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của em nữa nhưng chuyện này anh nghĩ em cần phải dứt khoát quyên à em đã biết rõ con người thật của hương rồi có đúng không vậy sao em không nói một lần cho nguyễn hoàng biết hay để anh nói cho anh nếu mà em cứ thỏa hiệp và dung túng như vậy thì Hương sẽ còn tiếp tục gây ra bao nhiêu chuyện động trời nữa Giá dạ, mà em có thể làm được điều đó Em từng ước gì Chị ấy không phải là chị ruột của mình Em cũng ước gì Em không có quan hệ gì với người đó cả Anh biết là em rất khó xử Nhưng anh thấy Hương đâu có xem em là máu mũ ruột ra gì đâu mà em phải ngại Nếu em chối bỏ thì em có khác gì chị ấy đâu anh cũng đã từng tin hương và cũng đã từng cảm thông cho hoàn cảnh của hương nhưng mà càng ngày hương càng quá đáng cô ấy không còn coi ai ra gì nữa sẵn sàng giở mọi thủ đoạn xấu xa để mà đạt được những gì mình mong muốn hương không có xứng đáng để chúng ta tha thứ đâu em đang rối trí lắm anh đừng nói gì về chuyện này nữa được không thôi được rồi anh sẽ đi gặp hương và nói những điều nên nói với cô ấy anh anh Hương dừng lại đi đừng có gây thêm tội lỗi nữa thôi đi hùng về đi hùng đi về đi bây giờ tôi cái việc rồi không có hứng thú nghe hùng lèm bèm nữa đâu nếu mà hương còn giữ ý định hại quyên thì hùng nhất định sẽ không bỏ qua đâu vậy thì đi 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 bảo vệ cô ta đi mà nói thiệt với hùng tôi hết hứng thú với con nhỏ đó rồi thích làm gì thì cứ làm đi lúc nào mở miệng ra cũng uy uy tôi mệt mỏi lắm Bởi vì Nguyễn Hoàng là mục tiêu kế tiếp của Hương đúng không? Nếu mà Hương vẫn còn tiếp tục phá gia đình người ta Thì Hùng không ngại đem mọi chuyện kể với Hoàng đâu Đúng là tôi nhìn làm người Hùng vì một con người phản bội mà quay lưng lại với người bạn để giúp đỡ Hùng trong lúc khó khăn hả? Hùng đúng là một kẻ dung ơn bội nghĩa Cái nào ra cái đó Hùng không thể nào đứng nhìn khi thấy Hương gây ra hết chuyện này tới chuyện khác được. Ừ. Hương biết tính Hùng rồi đó. Hùng không thể thấy sai mà im lặng được. Nguyễn Hoàng cũng đến lúc cần phải biết sự thật rồi. Hùng tưởng Hương là kẻ máu lạnh hả? Chỉ biết giành bằng được những điều mình muốn hay sao? Vậy nếu Hùng cũng là kẻ bị mẹ ruột mình và em gái mình loại bỏ khỏi cuộc đời của họ, thì Hùng sẽ hiểu được tâm trạng của Hương. Em gái. uyên là em gái cùng mẹ khác trai với hương đó hùng nhìn đi cùng là con còn uyên đã có hết tất cả mọi thứ còn hương hương có cái gì hương có cái gì hùng thấy chưa hả nhưng mà hương không thể nào đổ thừa cho số phận để làm những chuyện không ra gì được đừng có tự đánh mất chính mình nữa hương à hương hiểu rõ mình hơn ai hết Hương sẽ không làm bất cứ điều gì Nếu như không ai làm tổn thương tới Hương Tôi không nghĩ là chị trơ trẽn đến nước này. Bây giờ mà chị có thể đến đây mà coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Bình thường thôi mà. Tôi tới đây là để thăm mẹ của anh Hoàng. Ai cấm tôi làm điều đó? Lương tâm của chị. Cấm chị làm điều đó. Vậy giả ơn giả nghĩa. Đến bao giờ hả? Chị nói đi. Tôi không có gì để nói với cô nếu muốn cô tố cáo tôi đi để coi ai tin ai không sớm thì muộn bộ mặt giả tạo của chị cũng sẽ rớt xuống thôi chị cứ đợi đó đi còn lâu cô nên nhớ muốn tố cáo ai thì cũng phải có bằng chứng mẹ của anh hoàng thì sẽ không bao giờ nói lại được nữa còn anh hoàng ảnh không bao giờ tin lời của cô nữa đâu còn hùng hả <laughs> ai tin lời của hùng chẳng ai tin lời một kẻ từng vào tù ra khám cả. Chị. Chị cứ đợi đó. Ông trời có mắt đó. À, anh Hoàng à. <laughs> em tới lâu chưa Anh vừa mới họp xong tranh thủ chạy qua đây liền. Tính lên coi mẹ thế nào, rồi đi mua đồ ăn cho mẹ luôn. Không ngờ anh đã thấy em ở đây rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. <laughs> Thôi, đem muốn cháo cho mẹ ăn. Còn đang nóng lắm, em lấy cho mẹ ăn ha. Ừ. Mẹ Con xin lỗi mẹ Tại vì con hợp ra trễ quá cho nên mẹ đói quá mẹ giận con đúng không mẹ 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 muốn nói gì hả mẹ hay là con đi mua thức ăn khác cho mẹ nha mẹ ơi mọi chuyện đã qua hết rồi mẹ đừng có giận con nữa con hứa con sẽ chăm sóc cho mẹ không làm cho mẹ buồn nữa Mẹ ơi con hiểu rồi mà mẹ Con sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình Con hứa với mẹ đó Mẹ Mẹ làm giờ rồi em có thấy gì khác không khác là khác cái gì thì so với trước đây thì em thấy trước đây á giờ này thì là em đã ngủ say rồi ý em là thì có người ngủ với mình nên mình mới không ngủ được nè chồng yêu anh đúng không Đúng rồi à, Anh dám chọc lén em hả Anh hả <laughs> Em muốn nói chuyện với anh một chút. Em về đi. Có chuyện gì mình sẽ nói sau, anh bận phải đi họp rồi. Anh. Mấy ngày nay anh hết ở bệnh viện thì đến công ty. Em muốn gặp anh mà không được. Giờ thì anh cứ nói. Em muốn biết suy nghĩ của anh. Anh mệt mỏi lắm. Bây giờ anh chỉ muốn quên hết tất cả. Em biết chuyện của mẹ Làm cho anh rất khó xử Nhưng anh phải sáng suốt nhìn ra vấn đề Chị Hương Được rồi Anh không muốn nghe những lời giải thích của em nữa Nếu không vì em Thì mẹ anh không ra nông nổi như vậy Anh đã cố gắng hết sức Anh đã cố gắng để bỏ lại tất cả những quá khứ của em Nhưng thú thật với em là anh rất khó chịu Khi em vẫn còn qua lại với Hùng anh nói là anh cố gắng hết sức vậy là những gì mà anh nói trước đây với em đều không phải sự thật đúng không anh nói là anh yêu em và anh chấp nhận tất cả của em mà đúng anh đã từng nói và anh cũng đã từng làm như vậy còn mẹ anh thì sao làm sao có thể chấp nhận được như vậy em biết mẹ có vị trí quan trọng như thế nào đối với anh và em cũng biết là em chưa làm tròn bổn phận của một người con dâu nhưng mà em cũng yêu thương mẹ như chính mẹ ruột của mình thú thật anh đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nhưng mà anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn anh tưởng chắc chồng con nó đang nóng ruột vì chuyện của mẹ mình nên nó mới như vậy lần này con thấy anh ấy có dễ giận lắm dù gì thì con và hương cũng là chị em không biết mẹ phải nói cái điều này bao nhiêu lần nữa đây chị ta đã bao nhiêu lần cố tình hãm hại con chia rẽ con với anh hoàng rồi hại con sảy thai bây giờ lại làm hại mẹ chồng con con cũng không biết phải đối diện với chị ta như thế nào nữa nó hận mẹ nên nó mới như vậy đó con mẹ vẫn muốn đối diện với nó bằng tình thương để cho nó tỉnh ngộ ra nếu như mình xem nó như kẻ thù không những nó bị tổn thương mà ngay chính mình cũng bị tổn thương nữa. Và nó lại tiếp tục gây ra những lỗi lầm không ai gánh nổi. Nguyên à, mẹ mong con... Mẹ, con hiểu ý mẹ rồi. Đời này, con và mẹ sẽ trả nợ cho chị ấy. Trả đến khi nào hết thì thôi. Con thì không sao còn chỉ mong những người thương yêu nhất được bình an vô sự. Anh, em đến để thăm mẹ Mẹ đã ngủ rồi Khi nào mẹ thức, em hãy vô thăm Em trong mẹ giúp anh một chút Ừ Anh ừ, Vậy thôi đem tự đi cũng được Khỏi phải làm phiền anh Không sao đâu Mẹ đang ngủ mà Anh à Em muốn nói chuyện với anh Em sẽ đợi anh ở đây anh nghĩ là không cần làm vậy đâu mẹ đang bệnh anh không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì cả anh tụi mình đi đi trễ rồi tụi mình còn phải về với mẹ nữa chứ Mẹ nói đúng. Con là một ngôi sao xấu. Con chưa mang lại điều gì tốt đẹp cho mẹ và anh Hoàng. Nhưng mà, con không muốn rời xa mẹ và anh Hoàng. Con thật sự yêu ảnh. Con phải làm thế nào đây hả mẹ? mẹ mẹ đừng xúc động quá mà mẹ mẹ hiểu con là con vui lắm rồi mẹ yên tâm còn cực thế nào con cũng chịu được hết con sẽ không bỏ cuộc đâu dù anh hoàng có đối xử với con như thế nào đi nữa con cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu Em chúc mừng anh, mẹ của anh đã tai qua nạn khỏi. Nhưng mà chưa biết khi nào mẹ anh mới khỏe lại như xưa. Thôi, anh đừng có buồn nữa. Tinh thần anh mà như vậy, làm sao có sức mà lo cho mẹ lâu dài được. Uống hết cho em nha. Em là mẫu người phụ nữ, có thể làm đàn ông tan chạy. Tại sao vậy? Hiểu được tâm lý của người đàn ông muốn gì. Thường là người phụ nữ dạy quyến rũ đàn ông. Đã lâu lắm rồi, em mới nghe được anh nói thật lòng mà nếu như anh nói không thật em cũng cho đó là thật thật ra em chỉ mới biết uống rượu ở đây thôi chắc có lẽ là do di truyền từ ba em em cũng chẳng biết tại sao tử lượng của em lại cao như vậy ba em hồi xưa ổng nghiện rượu lắm là vì ba em buồn đời chán ngán cho nên mới đâm ra rượu chè anh có biết không có nhiều khi ba em uống say về Ngửa mặt lên trời mà khóc Rồi nhìn thấy em Bà đánh em tới tấp Em chịu đọt, Nhưng mà không phải vì đau Vì sợ Là vì em thương ba em Là vì nhìn em Bà lại nhớ đến người đàn bà phụ bạc đó Còn anh thì từ nhỏ đã không thấy mặt ba rồi ba anh mất sớm mẹ của anh là một người phụ nữ giỏi giang chu toàn hết tất cả mọi việc trong ngoài không có mẹ sẽ không có một nguyễn hoàng nào hết lúc nào em cũng ước ước gì mình có được một người mẹ chỉ cần bằng một phần của bác thôi là em đã mãn nguyện rồi Ngày đó, bà ta yêu ba em say đắm. Hai người quyết định bằng mọi giá là phải đến được với nhau. Bất chấp sự ngăn cản của nhà gái. Rồi bà ta có thay em. cắt được quan hệ với ba em đi đến một dụng hẻo lánh xin em ra. Rồi đem, đem em quan vào cô nhi diện. Bởi vậy... Em cứ luôn cảm thấy mình là đứa khiếm khuyết so với người ta. Dù cho em có tài giỏi tới đâu, em cũng chỉ là một đứa con bị mẹ mình ruột bỏ. Em đâu cần phải đau khổ như vậy. Họ đã dứt bỏ mình. Thì mình có nên nghĩ về họ nữa không? Trên đời này, Chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhiều khi Không có máu mũ ruột ra Mà thương nhau đến chết Nhiều khi có lòng quyết thống Cũng chẳng ra gì nhưng mà em vẫn thấy thiếu thốn cái gọi là gia đình là tình mẫu tử nên khi gặp bác gặp anh thỉnh thoảng em cảm giác được hạnh phúc thiêng liêng đó em thấy ấm lòng lắm anh uống với em đi ngày đó nhờ một người tốt bụng đưa địa chỉ của nhi viện của em cho ba ba em đã lặn lội tới đón em về em nghe ba em kể em khát sữa em không tới nỗi em ngất đi ta phải gõ cửa từng dạ xin tự chút sữa thượng cho em bú cầm hơi vậy mà em cũng lớn lên cũng học hành như ai anh nhìn em đi có ai biết em đã từng làm đủ thứ mọi công việc để em có tiền mà đi học Hiện tại mới là điều đáng trân trọng. Không ai nhìn vào xuất thân để phán xét một người hết em ạ. À. Sau khi rủ bỏ ba em và em, đã cưới một người đàn ông giàu có, cũng sinh ra một đứa con gái cô ta sống trong dung lụa từ nhỏ tới lớn Không biết đến nỗi đau là gì Khi em biết ra Mẹ mình là người mà ngày ngày mình vẫn thấy giật ước ao Và đứa con gái của bà ta Là đứa em cùng mẹ khác cha của mình Em đã bàng quan tới chừng nào Rồi hai mẹ con bà ta Bắt đầu tìm mọi cách hãm hại em Ban đầu là phá hỏng sự nghiệp của em mới thành đạt. Kế đến. Nên... Kế đến là hại chết ba em. Bà ta hại ba em chứ. Vì bà ta sợ ba em sẽ phanh phui ra sự thật với gia đình chồng bà ta. Nhưng mà dù sao, đó cũng là mẹ em là em gái của em em không biết làm gì khác Chỉ có thể bảo vệ mình nhiều lúc em thấy mình cô độc lắm Yêu đuối kinh khủng <laughs> anh không ngờ mọi chuyện xảy ra trước mắt như vậy mà anh không hề hay biết em chỉ cần như thế này thôi em chỉ cần có anh chỉ cần anh cứ ôm em mãi như vậy là em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có được niềm hạnh phúc này như vậy là đủ rồi bù đắp lại hết những ngày đau khổ của em anh à, sao anh đi lâu quá vậy anh ở ngoài lâu rồi thấy em ngủ nên anh không vào em em muốn nói chuyện rõ ràng với anh anh có thể cho em một chút thời gian có được không anh mệt mỏi lắm anh nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc một lần sau khi mẹ khỏe lại anh nghĩ mẹ bị như vậy là do em hả em đừng để anh phải nhắc lại những chuyện không hay đó anh không muốn cuộc sống của mẹ con anh phải đảo lộn vì em nữa mẹ đã tha thứ cho em bao nhiêu lần rồi để đến bây giờ nhận được cái gì một mình anh thông cảm và chấp nhận em nhưng chưa đủ anh còn có mẹ và điều đó không bao giờ có thể thay đổi được vì yêu em anh đã chấp nhận tất cả anh hứa sẽ thuyết phục mẹ để em đem con về chung sống. Nhưng bản thân em, giống như còn vấn vương với người tình cũ. Nếu như lúc đó không có hư, chắc là em nhìn mẹ anh chết mà không động lòng. <laughs> anh bất ngờ về em hơn anh tưởng đó.